Tại sao VNCH có 3 tàu khu trục, một tàu hộ tống Tống nhưng lại bị mấy tàu nhỏ của Trung Quốc chiếm Hoàng Sa một cách dễ dàng, phải chăng một phần do Mỹ ở đó làm ngơ? Nói kỹ trời, liên quan tới chuyện Mỹ, Mỹ bỏ bỏ ra bàn sao? Thì bây giờ bạn nói tàu xịn đúng không? Tàu xịn mà bây giờ quýnh thua tàu cá thì là dở chứ làm sao? Còn cái chuyện Mỹ nó cứu không cứu thôi chuyện của nó. Nhưng mà Mỹ lúc đó nó chơi với Trung Quốc thì nó đâu có cứu làm gì. Tính ra cuộc ly hôn đầu tiên của người Việt là Âu Cơ và Lạc Long Quân, phải không anh? Ủa Âu Cơ người Việt không? Chỗ này anh quên nha các bạn. Đó. Lạc Long Quân thì theo anh nhớ thì chắc chắn là người Việt. Còn Âu Cơ thì anh quên nữa bạn. Bạn nhắc giùm mình để mình quên, lâu lâu già nó chơi lịch sử mà sử quá xưa luôn. Âu Cơ là người Thái cổ mà. Người Thái cổ có từ thời đó luôn ha. Gì? Lấy Lạc Long Quân là nhập quốc tịch rồi mà ba, thì ok cứ cho là nhập quốc tịch đi, nhưng mà dùng cái chữ mà ly hôn đầu tiên của người Việt thì nghe nó không trọn vẹn lắm. Nói với anh nó thấy vậy, anh thấy vậy thôi. Còn tất nhiên này là các bạn nói chuyện cà khịa thôi chứ có gì đâu, đúng không? Lạc Long Quân và Âu Cơ là truyền thuyết. Truyền thuyết, bạn nói cái kiểu này giống chả khác nào bạn nói cái người đầu tiên mà lên mặt trăng là chú cụi. Người đầu tiên lên mặt trăng là chú cụi đó, vô thưởng vô phạt, nói cho vui thôi. Nếu Âu Cơ và Lạc Long Quân đem 50 con lên núi, 50 con xuống biển, thì 50 con lên núi là chúng ta còn 50 con xuống biển giờ ở đâu? 50 con xuống biển là mấy cái tỉnh nằm ngoài biển như mấy cái đảo á ba ơi bà. Ủa đem xuống biển đi xuống lòng biển luôn hả ông nội? Vừa thôi. Sau này mới có thêm sơn tinh với thủy tinh đó. Không hiểu gì trơn trọi. Nó còn 50 con lên núi là leo lên cái vùng núi Bạch Hạc cái gì đó, Bạch Hạc Phú Thọ đó. Nó xong mà làm vua Hùng Vương thứ nhất đó. Trời ơi trời, ông hỏi mấy câu tôi cười chết luôn á. Tự nhiên hỏi ông thôi chứ mình thấy Úc vẫn sợ bọn ba que. Ý kiến cá nhân, ý kiến cá nhân của ông, nhưng Úc nào ông phải nói rõ, chính phủ Úc hay là người dân Úc hay là người Việt Nam ở Úc? Bây giờ ông nói đi, tôi giải thích cho nghe. Vụ gì này dư kiến thức à, ví dụ như sinh viên bên Úc xúc phạm cờ ba sọc, bọn ba que về kiến nghị Úc xong hình như đuổi học bạn kia, thì cái này ông phải đứng ông bình tâm chứ. Bé đó nó sai mà. Thằng bé đó nói chung là cái hành vi của nó thì sướng cho các bạn, nhưng mà cách làm nó là sai rõ ràng. Thì bây giờ bạn làm sao bạn có thể binh cái sai? Bạn không thể nào bạn binh cái sai được. Lúc đó mình phải rồi giải quyết sao cho cái sai nó nằm ở mức độ nhẹ nhàng nhất. Nó không phải là chuyện sợ không sợ. Cái này các bạn đang chính trị quá lên. Bạn đang chính trị quá lên thôi. Còn ở góc nhìn của Duy Nguyễn thì nó khác một chút. Duy Nguyễn nó nói rồi, cái hành vi của em bé đó có thể chơi cái cà khịa hơn. Ủa cái gì trên đầu vậy ta? Nó nắng quá lấy xuống chùi rồi này nọ kia. Xong rồi để đất bước đi. Ai làm gì được nhau? Không ai làm được nhau hết. Đó, còn em cái em đó đó thì em thứ nhất là em phát ngôn những câu rất là gắt. Những câu rất là gắt, và những cái câu đó mà dịch ra đó thì ai mà đồng tình cho được. Nó cái hành động nó không nói chung là không được khéo. Nó nói nhiều lần. Nên các bạn á, đừng có, bây giờ mình sống mình cũng là người văn minh thì tốt hơn. Đừng có hổ báo cáo tròn các bạn, xã hội này rộng lớn lắm. Quốc gia này, quốc gia nọ nó rất là rộng lớn. Chứ không phải là cái chuyện các bạn có thể đi khổ báo cáo trộn mà có thể đi khiêu khích người ta. Rồi các bạn có thể làm này nọ kia để cho lộ sơ hở ra, ta nắm thóp, ta bợp. Vậy để làm gì? Đúng không? Đó là một cách hành xử nó hơi bị thiếu suy nghĩ một chút. Nên bạn phong đồ bạn phải suy nghĩ rộng như vậy. Bạn đừng nghĩ bên này bên kia như thế nào cả. Đúng không? Hồi nãy bạn hỏi là cái gì? Ở nước ngoài sợ ba que. Thì Duy Nguyễn mới hỏi bạn nước ngoài cụ thể là cái gì? Còn rất tất nhiên khi mà bạn ra nước ngoài, bạn hổ báo cáo trộn kiểu đó thì trời cứu. Nhiều khi nó bị dính vô những cái tội mà kể như Việt Nam mình không can thiệp được luôn. Nó giống như trường hợp của anh Minh Béo đó. Trường hợp của anh Minh Béo chịu thôi, thụ án xong về. Xã hội nó phức tạp lắm ơi, nó không như các bạn nghĩ. Bạn, tôi cũng mới dụng từ gì nữa. Nên nói gì nói, vẫn phải bình tĩnh, yêu nước phải khôn ngoan. Đó, nhìn cho cái lợi, cho đại cuộc, làm một cái việc gì đó, cũng phải thể hiện mình là một người Việt Nam văn minh đẳng cấp. Chừng đó thôi là không ai có thể làm được gì bạn. Nghe đồn anh Duy lấy vợ giàu, đồn khí khô gì mà mệt quá. Bây giờ tao nói mày nghe nè, cái tật anh hay đi cà khịa lắm em. Hôm qua anh cà khịa một câu kìa, anh không có giàu nhưng mà lỡ người giàu chơi với anh, mày cái câu đó thành viral chưa em? Ai cái câu này câu của anh Duy Nguyễn đăng ký nha. Hôm nay chị Hằng chỉ làm nhiều viral của anh chạy không lại chị, nhưng mà bây giờ á những cái câu đó là viral của anh Duy Nguyễn thì các bạn phải làm chứng cho anh Duy Nguyễn. Cái câu mà anh Duy Nguyễn không giàu nhưng mà người giàu nó lỡ chơi với anh đó, hiểu không? Nên anh phải cố gắng, câu đó là câu của anh nha.
phòng gym có rồi, danh tiếng trong gym anh cũng có rồi, anh có từng nghĩ là ươm mầm tài năng cho thể hình Việt Nam không? Ngày xưa châu Á thì có anh Lý Đức là trùm rồi, Chun Sun là thời đại sau này, Việt Nam mình mới có tài năng lòng đó. Thì bây giờ em có ý tưởng đó thì em làm đi. Tại sao em lại tại sao em lại có cái suy nghĩ là em dùng tiền của anh để làm chuyện đó, mà trong khi em không nghĩ rằng em bỏ tiền ra em làm chuyện đó? Bởi mày thấy mày ngáo chưa, mẹ mắc ngáo luôn á. Cái tối nhà mà xăm xăm vô túi tiền của người ta, kêu người ta làm này làm nọ làm bao ngáo. Thêm nữa tôi có mấy ông nội học hành trả bằng ai, kinh tế trả bằng ai, địa vị xã hội cũng trả bằng ai, tối ngày dạy người giàu người đẳng cấp phải sống sao, phải sống vậy. Ừ, bà làm vậy là sai rồi, bà làm vậy là không đúng, bà làm vậy là dở, bà làm vậy là hay. Ô má ơi má, mấy má tỉnh ngộ giùm con đi má. À, hình như fan của anh Duy thường sẽ có được thành tựu thành công ở mức độ nhất định trong ngành nghề và xã hội đúng không anh? Cái chuyện này cũng tùy, có những fan người ta cũng còn khó khăn, người ta cũng còn nghèo, nhưng mà đầu óc của họ trong sáng, họ có được cái định hướng để sau này họ thoát nghèo. Chứ đâu phải fan của anh ai cũng giàu đâu, cũng có những người ở nông thôn này nọ kia, người ta mới tiếp xúc trên mạng, người ta vô tình người ta biết anh Duy Nguyễn đó, nhưng mà người ta không có lòng phản chủ, đúng không? Người ta nghe anh Duy Nguyễn, người ta nghe luôn, từ từ thì họ ngộ được cái điều gì đó. Chứ còn mấy thằng fan ba mùa mưa mà lỗ tai bên này lỗ tai bên kia nghe tùm lum, đá cá lăn dưa chọi đá ở giữa, mấy thằng fan đó bị đặt gia nhập hội viên nữa chứ. Đồ, tưởng anh không biết hết á, nhưng mà tại anh nuôi nó thôi chứ mốt ngày nó anh tiễn nó trước mắt ngỡ ngàng bao nhiêu hội viên khác cho coi đó. Một ngày đẹp trời á, anh sẽ ngồi đó anh live stream, anh nhắc tên nó một phát một cho những hội viên khác, và làm cái lễ hạ cờ đó, một cái là kể như thân bại danh liệt, hiểu không? Bởi vậy sống sao đừng có láo đó, để cho người ta tin tưởng mình. Chứ còn các bạn sống bạn tưởng mình khôn hơn người ta. Sống tưởng đâu khôn hơn idol không à. Đi comment đá cá lăn dưa hen, qua nhà người này qua nhà người nọ hen, bên đây nói tốt anh Duy Nguyễn, đằng sau lưng thì chọi đá hen. Làm fan cứng anh Duy hãnh diện ghê, thành đạt, tài giỏi lại còn sướng nữa. Đương nhiên bạn ra đường mà nói fan của Duy Nguyễn cũng rất là ngạo nghễ. Ngoài giới chính trị ra, ngoài những anh chị em biết ra, còn cộng đồng mạng xã hội nó biết rất nhiều. Vậy nó mới là ngạo nghễ, chứ không lẽ sống cuộc đời này các bạn gầm mình nó tối ngày chính trị chính em. Đúng không? Nếu mà chính trị chính em chỉ là một khía cạnh của cuộc sống thôi, chứ không phải là tất cả. Đó, nó khô khan lắm bạn. Và tính đúng sai nó cũng mong manh lắm. Đôi khi bạn sẽ làm con cờ cho ai đó, đó người ta lèo lái bạn, người ta dẫn dắt bạn. Ôi, thằng idol bạn nó ngu đã chớ, bạn ra đường bạn ngu thay nó nữa. Đó là bạn, không ai chơi được với bạn cả. Là một con người đó phải toàn diện, hiểu không? Mình phải có cái gì thì tiếng nói mình nó mới quan trọng. Tiếng nói mình mới người ta nghe. Còn mình không có khí khô gì chơi mình nói chuyện chứ đúng rồi, thì ai mà nghe được. Nên tôi hướng tới các bạn fan của mình, Duy Nguyễn nó phải toàn diện. Nó là phải lo công ăn chuyện làm, lo mưu sinh, học hành tất cả thứ, nghề nghiệp đồ. Nó ngon làm vô, rồi thích đó bàn chuyện chính trị thì bàn, chém gió nhẹ nhẹ cũng được. Nhưng mà ngoài chính trị ra mình còn phải con đóng cái để mình làm. Chứ còn giờ mình buông chính trị ra, không có khỉ khô để nói, không nói được cái gì nữa hết, thì con người của bạn có cái gì? Chứ bạn chỉ là đu bám chuyện chính trị, bạn cố gắng mà nói những bùn cấm, bạn cố gắng mà đụng ông này bà kia để mà tạo tiếng vang hay nói kia. À, nhắc về tư cách mới nhớ chỗ làm anh toàn kêu Duy là thằng mất dạy. Anh không thể nói sao cho họ hiểu từ vụ lần trước. Bây giờ anh kêu trả lời họ nè, đúng không? Họ hiểu bao nhiêu về vụ lần trước đó, rồi họ tới BBT lần nào chưa, anh Duy Nguyễn mời họ ly cà phê nào chưa, thế thôi, đúng không? Còn nếu mà họ không trả lời được những câu hỏi đó thì cuộc đời của họ chỉ là những thằng bàn dạo, không đi thằng Duy Nguyễn. Thằng nào họ có quyền phán xét, chị Hằng cũng có quyền phán xét, rồi phán xét tới VO, rồi phán xét tới EABC, EDF. Cuộc đời họ chỉ là những thằng phán xét dạo thôi. Nhưng mà trong khi quên mình là cái thằng làm công ăn lương, đúng không? Tương lai của mình ngày mai chưa biết. Cái cuộc đời đó có gì đâu để nói bạn, đúng không anh? Cuộc đời đó cũng chả có gì để nói cả. Họ đã là gì so với Duy Nguyễn? Ở lứa tuổi 36 họ có được cái gì? Và Duy Nguyễn có được cái gì? Họ cho phép mình cái quyền phán xét về cuộc đời, trong khi cái góc nhìn và cái kiến thức của họ quá hạn hẹp. Cười nhẹ cái rồi đi anh ơi, sau nó là như vậy, đừng dính vô mệt lắm bạn ơi. Các bạn sống theo kiểu tôi đi, bảo đảm bạn nhẹ nhàng lắm, cuộc sống bạn rất chuẩn nữa, vợ con bạn không ý kiến cái cò được luôn. Đúng không? Tại vì tôi chưa bao giờ kêu mấy anh chồng đi nhậu, nên mấy bà vợ phải yêu tôi rồi, ô lòng thích tôi rồi. Đúng không? Tôi kêu chồng tập gym uống súp tăng cường sinh lý testosterone đồ, đúng không? Ông tập bà khen đồ, đúng không? Con cái tôi kêu học hành đó, yêu nước Việt Nam, độ ngạo nghễ tinh thần dân tộc Việt Nam. Mấy điều đó bà vợ ý kiến cò gì? Tôi không có đi đàn đúng, tôi không có nhiều chuyện, tôi không có bày đàn, tôi không phe phái, tôi không có đấu tố. Tiếng phái là người đàn ông 10 điểm chưa? Bây giờ bạn kiếm trên mạng xã hội này bao nhiêu người được như tôi? Bao nhiêu người được có thế đứng độc lập như tôi? Đúng không? Bảo đảm họ sẽ bú vô farm này, bú vô farm kia, làm video nào cũng có farm hết. Còn bây giờ thằng Duy Nguyễn đây nè, no farm, no drama, no data,
chỉ có mấy thằng kênh YouTube cóc nó cắt clip tôi kiếm tiền thì nó mới đặt cái tựa có drama thôi. Cái điều đó Duy Nguyễn cũng không có vui nữa. À, lãnh đạo là thế mà, khí chất ngạo nghễ vậy mà nhiều bạn em cứ nói anh này kia, nhiều khi nói lý với nó không được, em xin lỗi nếu câu nói trên là mọi người hiểu sai. Ờ à, không có gì đâu em ơi, nói chung là tao nói mây tầng nào mưa tầng đó mà. Muốn hiểu được với Duy, muốn hiểu được Duy Nguyễn thì phải ở có một nhận thức nào đó, mà muốn chơi được với Duy Nguyễn thì con người đó phải sao thì tôi mới chơi chứ, tao ai rảnh đâu chơi tùm lum, chơi hoài chơi bậy chơi bạ chơi mà không kiểm soát dễ dính bầu lắm em.